Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với channel Thái Vi Lan. Thì lâu lắm rồi mình không làm cái vlog nào hết. Hôm nay mình lại có dịp làm thêm một cái nữa. Thì các bạn nhớ là vào năm ngoái gần dịp Halloween thì mình có làm một cái video là carving, pumpkin carving, tức là khắc bí ha. Thì năm nay mình không có cần phải làm một mình nữa vì ở Mỹ người ta thường có những cái pumpkin carving party, là những cái tiệc mà mọi người góp đồ ăn, tự đem bí đến và khắc chung cho nó vui. Thì các bạn thấy cái video này là người thật, vật thật, và mình đã xin phép mọi người là bỏ lên YouTube. Thì các bạn theo theo các bạn nhìn vào đó thì các bạn thấy là ở đây toàn là những người Á Đông, nhưng mà không phải là Việt Nam không, có người người Ấn Độ, có người Đại Hàn, tức là nhiều quốc gia khác nhau, nên là tiếng Mỹ, phần nhiều nói tiếng Mỹ ha. Và các bạn theo các bạn coi đó thì các bạn sẽ thấy là những đứa con nít nó lớn lớn chút á thì nó còn khắc bí được, chứ mà mấy đứa nhỏ nhỏ mà cỡ trăm đó thì đến chơi cho vui thôi chứ cũng chả giúp được gì, toàn là người lớn khắc thôi. Nhưng mà đây là cũng một dịp để mà tụ họp lại, để mà làm một cái gì đó cho nó vui. Mời các bạn xem nha. Nếu mà các bạn thích thì nhớ subscribe channel và like cái video. Nếu có ý kiến đóng góp cho Đoan thì mong các bạn đóng góp nha. Cảm ơn các bạn nhiều. There's no food on there yet. I have to put it on there. Yo, this is the first annual pumpkin carving, man. Hey, yeah, yeah. Is, tell them, Jai. Hey, but the good thing is, I ain't got to do it for 8 years because everybody's gonna take turns. So get out the way. No, you're hosting it every year. Yeah, right. It's tradition. No, I don't know. Our house doesn't have any couches, you know, so I'm not. Well, you got a few years to figure it out. No drinks, but not like this. This is our drink maker. What is it? Not barista. Bartender. The hot neighbor. Serious, y'all serious over there. Huh? Serious? Let's look at this lady. What is she making? Art. This art school? This is the biggest pumpkin. Is it working, Eddie? Mommy, yeah. I didn't want this one. Maybe this is the one you picked last time. I am sure. Ooh, look at this. What are you making, Chabran? Let me see. Oh, I want to see the completed one. Ew, yucky, Tom. Are you ready, Eddie? Yes, if you pour it. Still designing? Yep, I got this. I don't know what he's drawing. Freestyle. Your brother? TJ. All right. What about this guy? You're not making anything? Nope. He's drinking. What are you drinking? This for Anne.
serious. He had to be so serious. I'm gonna win this. Is there a prize? Okay. So this is a pumpkin carving party, but no kids are doing it. All the adults are hard working at it. Ooh, this is the work of a dentist, that's why. Nice. We need candles. I'm gonna go look for candles. Oh, you're done? Not yet. And what are you making? Smiling face. Oh. It's Halloween. It's supposed to be scary. I want to display them. Are you all done? What are you making? Em không biết đâu chị. Em chỉ vẽ theo cái này thôi. Còn biết mỹ bỏ gì. Em cũng không biết. Which one's the prettiest? No.